Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày toàn thể con dân Chúa vui mừng kỷ niệm Chúa Giêsu phục sinh khải hoàn từ mộ phần. Mời quý vị cùng suy ngẫm bài học Kinh Thánh với đề tài Vì sao tôi khóc? Để nhận được sự khích lệ từ lời Chúa, chúng ta hãy sống phục sự Chúa với tinh thần đầy hy vọng và đắc thắng, vì Chúa chúng ta tôn thờ là Chúa sống. Bài học nương trên phân đoạn Kinh Thánh Giăng chương 20 câu 1 đến câu 18. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Maria Magdalene tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi. Vậy người chạy tìm Simon Phi-e-rơ và môn đồ khác là người Đức Chúa Giê-xu yêu mà nói rằng người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu. Phi-e-rơ với môn đồ khác bèn bước ra, đi đến mộ. Cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phi-e-rơ và đến mộ trước. Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất nhưng không vào. Simon Phi-e-rơ theo đến, vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Giê-xu chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Bây giờ, môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào thì thấy và tin. Vì chưng hai người chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Giê-xu phải từ kẻ chết sống lại. Đoạn hai môn đồ trở về nhà mình. Song Mary đứng bên ngoài gần mộ mà khóc. Người vừa khóc vừa cúi xuống dòm trong mộ, thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Đức Chúa Giê-xu đã nằm. Hai thiên sứ hỏi, hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Người thưa rằng, vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu. Vừa nói xong, người say lại thấy Đức Chúa Giê-xu tại đó, nhưng chẳng biết ấy là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu hỏi người rằng, hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc, ngươi tìm ai? Người ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn, bèn nói rằng, hỡi Chúa, ví thật ngươi là kẻ đã đem Ngài đi, xin nói cho ta biết, ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ đến mà lấy. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi Mary. Mary bèn say lại, lấy tiếng Hebrew mà thưa rằng, Rabuni, nghĩa là thầy. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, chớ rờ đến ta, vì ta chưa lên cùng cha. Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Maria Magdalene đi rao bảo cho môn đồ rằng, mình đã thấy Chúa và Ngài đã phán cùng mình những điều đó. Câu gốc của bài học: Đức Chúa Giê-xu hỏi người rằng, hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai? Giăng chương 20 câu 15 phần A bản truyền thống. Bản truyền thống hiểu đến như sau: Đức Chúa Giê-xu hỏi bà, này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Câu hỏi suy ngẫm: khi thấy ngôi mộ chôn xác Chúa trống không, bà Maria Magdalene đã có phản ứng nào? Ai đã hỏi bà, sao bà khóc? Lý do thật sự khiến bà khóc là gì? Khi nhận ra Chúa đã phục sinh, bà đã làm gì? Chúng ta đang sống trong tinh thần Chúa chết hay Chúa phục sinh? Kính thưa quý vị, bà Maria Magdalene là người nữ được nhắc đến nhiều trong Tân Ước. Khi những môn đệ thân thiết của Chúa đều vấp ngã hoặc bỏ Ngài, bà Maria vẫn bền lòng theo Chúa, chương 19. Và sáng sớm, lúc trời còn tối, bà đã đến thăm mộ của Chúa, câu 1. Tuy nhiên, khi thấy tảng đá chặn cửa mộ đã bị lăn ra, thay vì nghĩ rằng Chúa đã sống lại, bà lại chạy đi báo với các môn đồ. Người ta đã dời Chúa khỏi mộ. Câu 2. Kỳ lạ thay, trong kỹ thuật Chúa Giê-xu sống lại, chữ bà khóc được nói đến tận 4 lần
trong câu 11, câu 13 và câu 15. Vì sao bà Mary khóc trong ngày đáng ra bà phải tràn ngập sự vui mừng? Vì sao Chúa tỏ cho bà bằng nhiều cách mà bà vẫn tiếp tục khóc? Bởi vì từ đầu đến cả khi nhìn thấy Chúa, trong bà vẫn luôn yên trí chuyện người ta đặt Chúa của tôi, dời Chúa của tôi đi đâu. Bà yêu Chúa, nhưng Chúa mà bà đang tìm kiếm là Chúa bị chết và chôn, Chúa mà người ta có quyền đặt hoặc dời đi đâu đó. Ngay cả khi bà đã thấy Chúa, thì sự yên trí ấy vẫn khiến bà không biết đó là Chúa. Câu 15. Bà vẫn ngỡ rằng, vẫn tưởng Chúa của mình mãi ở trong mộ phần. Bà tin theo một Chúa yêu thương và hy sinh, nhưng bất lực trước cái chết, trước hoàn cảnh. Cảm ơn Chúa, Ngài kiên nhẫn với bà, để khi Chúa gọi đích danh, hỡi Mary, thì bà đã nhận ra. Ngay lập tức, bà không còn buồn thảm, khóc lóc nữa, mà trở thành nhân chứng đầu tiên cho Chúa phục sinh. Câu 18. Sau đó, nhiều người cũng được gặp Đấng Christ phục sinh. Lịch sử hội thánh cho thấy nhiều người trong số họ sẵn sàng chết cho lời chứng rằng Chúa đã sống lại. Bởi đó là điều mắt họ đã thấy, tai họ đã nghe. Sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 14 rằng: Lại, nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công và đức tin anh em cũng vô ích. Kỷ niệm Chúa Giê-xu phục sinh cho thấy Chúa của chúng ta không chỉ yêu chúng ta, sẵn sàng hy sinh, chịu chết vì chúng ta. Phúc âm của người Cơ Đốc không chỉ dừng lại ở đó. Phúc âm ấy vượt khỏi mộ phần để đắc thắng. Chúa Giê-xu đã sống lại. Đấng chúng ta tôn thờ là đấng sống, chứ không phải đấng chết. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, cuộc sống trên đất của con cũng không được miễn trừ khỏi khổ đau và nghịch cảnh, nhưng xin Chúa giúp con sống với tinh thần đầy hy vọng và đắc thắng, vì cứu Chúa con tôn thờ là Chúa sống. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang thờ phượng và tận hiến cho Chúa sống hay Chúa vẫn ở mãi trong mộ phần? Cuộc sống của chúng ta mỗi ngày đầy bế tắc, bất lực và vô vọng, hay tràn ngập niềm vui, hy vọng của Chúa phục sinh? Chúa sống trong tâm con đây, đi chung trò chuyện đời này thỏa vui, yêu thương mời gọi bao người, tôn thờ Chúa sống trọn đời của con. Vui mừng kỷ niệm Chúa Giê-xu phục sinh, mỗi người con Chúa hãy nương nhờ năng quyền của Chúa, thể hiện một nếp sống đắc thắng, bình an giữa bao sóng gió cuộc đời. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.